Hello, Nhà Đất TV xin kính chào quý chị cô chú khách hàng. Thì hôm nay Phú xin gửi đến quý chị cô chú khách hàng một căn nhà rất là đẹp nằm tại quận Gò Vấp nha quý chị. Và em đang đứng ở đây là gần ngã tư đường Nguyễn Văn Khối với lại là đường Lê Văn Thọ nha quý chị cô chú. Ở đây là thuộc phường 11 quận Gò Vấp. Và con hẻm em muốn chia sẻ với quý chị cô chú là hẻm 5m. Nhà mình nằm trong con hẻm này và sát mặt đường luôn quý chị cô chú ơi. Có một cái căn nhà chính chủ đang ở, nhà này khá là hay cho nên em muốn chia sẻ với chị cô chú trực tiếp từ ngoài đầu hẻm vào bên trong nhà luôn. Bây giờ mời mọi người đi theo em vào bên trong nhà nha. Sát mặt đường của chị và căn nhà em muốn chia sẻ ở đây. Nhà của mình thì có 2 lầu nha. Đây, với diện tích là ngang 4m, dài 12m đó quý vị. Đây quý chị cô chú. Bây giờ mọi người nhìn phía ngoài, sau đó mời mọi người vào bên trong căn nhà để tham quan thử nha quý chị cô chú. Rồi, nhà có sử dụng 2 lớp cửa quý vị. Phía ngoài là một lớp cửa sắt, phía trong là một lớp cửa kính nhôm si pha, kính cường lực. Và cái phần phía trước của mình nè, thì phần này là gia chủ có chừa ra để đậu xe. Ở đây mình có thể là đậu được 4-5 chiếc xe máy quý chị cô chú. Rồi vào bên trong phòng khách nhà nè. Với cái không gian nhà cực kỳ hợp lý với chị cô chú. Ở dưới đây là cái phần tầng trệt, mình sử dụng phần phía ngoài là phòng khách nha. Còn phần phía sau là nhà bếp với lại cái nhà vệ sinh. Ở trên lầu của mình á, thì có 3 phòng ngủ với chị cô chú. Thì mình có 2 cái ban công đi ra. Ở trên lầu thì lầu trên á, có 1 phòng ngủ, 1 cái sân thượng. Ở dưới cái lầu 1 thì có 2 phòng ngủ với lại 1 cái ban công sân thượng phía ngoài. Bây giờ em mời mọi người đi thử vào phần bếp, sau đó đi lên trên lầu nha. Đây không gian bếp của mình quý vị. Ở phía sau có một cái bàn ăn. Đây, bếp thì sử dụng đá nhân tạo, gỗ là MDF quá, hay là simili, dán simili quý vị. Đây, cả trên cả dưới. Ở cái phần cuối cùng này thì nhà vệ sinh. Đây mọi người nhìn. Anh chị mà đi coi nhà người ta đang sử dụng rồi quý vị, mình vào mình nhìn biết cái nhà sạch dơ với lại nhà có đẹp hay không là nhìn cái nhà vệ sinh nha. Đây, nhà vệ sinh rất là đẹp cái gì cô chú. Ở trên trần nè, nhìn lên, nhà không có thấm miếng nào nha. Rất là đẹp cái gì. Bây giờ quay ra ngược lại phía ngoài rồi đi lên trên lầu. Đây, tường của mình với chị cô chú. Thì ở dưới tầng trệt này chủ nhà khá là kỹ khi mà sử dụng gạch dán tường lên tới trên trần luôn quý vị. Rất là đẹp luôn. Sử dụng này nó sẽ sạch sẽ, dễ lau chùi. Rồi cầu thang thì lát đá hoa cương. Tay cầm gỗ. Nhà của mình thì có giấy tờ pháp lý hợp lại hết, sổ hoàn công đầy đủ, chính chủ đứng tên và gia chủ hiện tại đang sử dụng ở đây luôn nha quý vị. Bây giờ mời mọi người đi lên trên lầu. Ở không gian lầu 1 của mình thì sẽ có 2 phòng ngủ với chị cô chú. Một phòng phía sau không có nhà vệ sinh nha, phòng phía trước thì mình cũng không có nhà vệ sinh nhưng mà nhà vệ sinh nằm ngay giữa nhà vệ sinh chung nha. Đây, một cái nhà vệ sinh nằm ngay giữa cầu thang rất là đẹp. Rồi, phía ngoài của mình có một cái phòng. Nói chung là phòng này phòng cũng khá là rộng nha, coi như là phòng master quý vị. Có ban công. Phòng ban công ngoài. Phòng ban công phía ngoài này nó cũng rất là rộng quý vị. Mình có thể nới phòng ra làm phòng lớn hoặc là mình có thể ngăn ra làm 2 phòng nhỏ vẫn được quý vị cô chú. Phía sau có một phòng. Rồi sau đó mình lên lầu. Đây. Đây, phòng phía sau. Phòng phía sau bên gì của chú. Rồi, bây giờ đi lên trên lầu luôn nha. Rồi, mình đi dắp cái bậc này nha. Bây giờ mình đi lên trên lầu chị. Ở trên lầu thì có một phòng ngủ lớn nằm phía bên tay trái đây. Còn phía ngoài này là sân thượng với lại nhà vệ sinh. Phần ngoài này thì gia chủ mình tận dụng làm cái sân phơi đồ, giặt ủi rồi quý vị. Đây sân của mình nói chung là cũng
tương đối rộng. Mình có một cầu thang sắt đi lên trên nè quý vị. Gia chủ đặt máy giặt ở đây. Thì trên đây là làm giặt ủi, phơi đồ ở trên đây luôn. Trên máy của mình sẽ có dàn nước nóng, bồn nước, dàn máy năng lượng mặt trời đó quý vị. Phía sau có một phòng. Phòng này thì có giường, tủ, bàn, ghế, nội thất coi như là vừa ngủ mà vừa làm phòng làm việc luôn nha quý vị. Mình có một cái cửa sổ hông. Cửa sổ này do cái nhà bên kia người ta chưa có xây quý vị. Thì có thể làm được cái cửa sổ lấy gió. Và quý chị cô chú ơi, bây giờ cái nhà này á, thì anh chị nào mà có muốn xem cái nhà này á, hoặc là muốn biết về thông tin chi tiết nhà cũng như là cái giá nhà này, thì liên hệ trực tiếp số điện thoại phía dưới hotline của em nha, là 0909049383. Và em xin được nhắc lại quý chị, nhà của mình thì sổ sách hoàn công, giấy tờ đầy đủ hết nha. Đó, thì quý chị nào mà có nhu cầu muốn ký gửi nhà đất lên trên kênh YouTube của em thì liên hệ trực tiếp hotline phía dưới của em luôn nha. Còn bây giờ thì clip của em đến đây xin được phép tạm ngưng. Cảm ơn quý chị cô chú đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý chị một clip sau nha.